tiếng Ngài gọi con hôm nay, tiếng Ngài gọi con, gọi con hãy theo Ngài. Chúa gọi con từ sớm mai hồng, gọi con khi mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buông. Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con chiều mến. Bước theo Thầy, này lòng con quyết theo. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường. Hãy theo Thầy, Chúa hằng gọi con sớm hôm, tiếng Ngài gọi con, gọi con hãy lên đường. Dẫu đời con những bước thăng trầm, mùa đông hay mùa nắng ấm, theo Chúa con nguyện hiến thân. Gieo sự sống con vẫn nhũ lòng, này đời con bước đi đến cùng. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường cùng đi với con. Có anh chị em cùng đi với con trên đường. Trên đường đi đâu phải một mình, còn có giáo hội tiếp sức, có Chúa nâng từng bước chân. Hãy theo Thầy, vững niềm cậy trông từ đây. Bước theo Thầy, trọn đời con chỉ đi theo Ngài. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường
gọi tên con khi tình đời hồng thắm sắc son. Ngài gọi tên con khi tình duyên phai dấu chẳng còn, khi đời con đắng cay hao mòn, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên con bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây. Dù nhiều chông gai nhưng tình còn quyết không phai nhòa. Gian khó ê chề, Ngài hằng bên con, muôn nẻo đường Ngài đỡ nâng con. Ngài hằng bên con, cho dù dương gian có khinh chê, cho dù con có quên lời thề, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây. Dù nhiều chông gai nhưng tình con quyết không phai nhòa. Làm sao đến đáp cho cần, ôi tình yêu chưa chan vô ngần, con muốn được yêu Ngài mà thôi. Ngài gọi tên con bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài tròn riêng we'll be right back.
tình yêu lạ lùng, tình yêu lạ lùng như thế đó, rất bao la hơn đại dương kia, sóng du hát câu tình ca. Chúa thương con nhiều, đang khi con còn trong bóng tối, đang khi con là thân yếu đuối, Chúa đã thương nhìn đến con, dặn dìu dẫn Chúa trong tình mồi tiêu thâm đầu. Tình nào yêu con hơn bao mối tình trần gian, tình người đã chết chỉ vì yêu tha thiết, thánh giá nhuộm máu bằng chứng cho tình yêu, đấng thánh từ hiền làm giá chuộc trần. Kính thưa cộng đoàn, trong thánh lễ đầu tiên hôm nay, tân linh mục An Tôn sẽ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ân lành Chúa đã ban xuống cho thân bằng quyến thuộc, cho quê hương giáo xứ giáo họ và cho mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây. Đặc biệt, cùng tân linh mục, chúng ta tưởng nhớ đến ông cố thân phụ Thư Sen, cùng thân nhân của người đất được Chúa gọi về hưởng nhan thánh Chúa. Chức linh mục cao quý nhưng đồng thời cũng đòi hỏi nhiều hy sinh vất vả, trong khi linh mục còn đó những yếu đuối và thiếu sót trong chiếc phạm nhân. Vì thế, khi cộng đoàn cầu nguyện nhiều hơn cho các tân linh mục, đặc biệt cho tân linh mục An Tôn, để ngài trung thành theo Chúa đến trọn đời, không ngừng yêu Chúa và yêu người bằng tình cả đời sống và tinh thần phục vụ vô kỳ lợi. Thank you.
Vâng, xin kính mời quý cha cùng quý tộc đoàn an toàn. Kính thưa quý cha, kính thưa quý cố, quý ông bà và anh chị em. Đối với giáo họ Đàn Đồng, giáo xứ An Lộc, ngày hôm nay là một ngày đánh dấu mốc son lịch sử trong lịch sử phát triển đức tin của giáo họ Đàn Đồng. Lần đầu tiên, có thể nói là từ thủa tạo thiên lập địa đến giờ, hôm nay lần đầu tiên giáo họ Đàn Đồng mới có một thánh lễ đông vui như ngày hôm nay. Sở dĩ có thánh lễ đông vui như ngày hôm nay là hôm nay chúng ta ở đây để cùng với tân linh mục An Tôn Đồng Văn Thương dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các đấng bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và cầu nguyện cho giáo họ cũng như cầu nguyện cho dân làng. Chúng ta hiệp ý với tân linh mục dâng thánh lễ tạ ơn ngày hôm nay với những ý nguyện trên. Trước khi bắt đầu thánh lễ thì cộng đoàn chúng ta được một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho tân linh mục và giáo họ chúng ta. Trong thánh lễ ngày hôm nay chắc chắn chúng ta, ai trong chúng ta cũng biết tân linh mục rồi. Chủ tế thánh lễ ngày hôm nay là một linh mục có thể nói là trẻ trung nhất, đẹp dài nhất trong hàng ngũ các linh mục đang ngồi ở đây. Đúng không quý cô quý ông bà anh chị em? Cho một tràng pháo tay. Nhưng mà vậy thì cũng cần giới thiệu thêm một số đấng bậc hy vọng có hôm nay tham dự thánh lễ đồng tế hôm nay về có vị tân linh mục là một linh mục của dòng Francisco, cho nên là các linh mục của giáo phận hôm nay cũng không có nhiều, nhưng mà đại diện có các linh mục của giáo phận Hà Nội và cụ thể hơn là các linh mục của hạt Nam Định. Xin được trân trọng giới thiệu cha quản hạt của giáo hạt Nam Định, Giuse Nguyễn Văn Hy. Cũng xin được trân trọng giới thiệu rất đông đảo cùng với cha quản hạt thì có các cha ở trong giáo hạt Nam Định cũng tham dự thánh lễ ngày hôm nay. Và cũng về phía nhà dòng Francisco xin được trân trọng giới thiệu cha phó giám tỉnh tỉnh dòng Thánh Francisco Việt Nam, cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước. Cùng với ngài cũng xin trân trọng giới thiệu đông đảo quý cha thuộc dòng Francisco cũng có mặt ở đây trong thánh lễ cùng với tân linh mục. Chúng ta một lần nữa ở đây. Giờ đây chúng ta cùng nhau nhảy ý cùng với tân linh mục để dân thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các đấng bậc tổ tiên cũng như dân làng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý anh em trong thỉnh dòng Thánh Francisco Việt Nam, quý thầy chủng sinh, quý cụ ông cụ bà và toàn thể cộng đoàn rất thân mến. Nhìn lại ơn gọi làm người, làm con Chúa và làm môn đệ của Đức Giêsu, con cảm nhận rằng tình yêu Chúa hằng bao bọc chở che và dẫn dắt cuộc đời của con. Nhất là hồng ân thánh chức linh mục mà vì yêu thương Chúa đã ban cho con trong ngày 18 tháng 9 vừa qua tại tu viện Thánh Francisco ở Sài Gòn. Hôm nay con trở về trong ngôi thánh đường giáo họ rất thân thương này để cùng với cộng đoàn dân thánh lễ cảm tạ
tri ân Thiên Chúa. Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc, nhưng cũng có không ít những ưu tư và lo lắng trước hồng ân quá lớn lao mà Chúa đã ban trên cuộc đời của con. Ý thức phận người mỏng giòn yếu đuối trước hồng ân to lớn của Thiên Chúa, con cần lắm những lời cầu nguyện của cộng đoàn. Xin cộng đoàn thương cầu nguyện cho con hằng trung tín với Chúa và hết lòng vì sứ vụ của người mục tử mà Chúa đã trao ban cho con. Thánh lễ hôm nay với ý chỉ xin ơn bình an cho giáo xứ, giáo họ, cho các gia đình và từng người, cách riêng cho những ai đang cùng con hiệp dâng thánh lễ này. Con cũng dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho linh hồn của quý cha, những tu sĩ nam nữ, các bậc tiền nhân và giáo dân trong giáo xứ và giáo họ đã qua đời. Cầu nguyện cho các linh hồn hai bên nội ngoại trong dòng tộc. Cách đặc biệt, xin cầu nguyện cho các linh hồn Giuse bố của con, các linh hồn Bernardo ông nội, Emilia bà nội, Maria chị của con. Với tất cả tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối những yếu đuối lỗi lầm mà chúng ta đã trót phạm đến Chúa và anh chị em. Xin Chúa thương tha thứ để chúng ta xứng đáng tham dự thánh lễ này cho sốt sắng. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúa là Chúa.
Cha chúng con và là đấng ban phát mọi ơn lành. Này chúng con nhìn nhận hết những gì chúng con đang có và ngay chính bản thân chúng con, tất cả đều bởi Chúa. Xin dạy chúng con ngày càng thấy rõ Chúa yêu thương chúng con dường nào, và xin làm cho chúng con tận lực tận tình yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài đọc 1 là câu chuyện về lời ơn gọi của hôn sứ Samuel. Phải sau lần thứ 3 nghe tiếng Chúa gọi, cùng với sự chỉ dạy của thầy Heli, cậu bé Samuel mới nhận ra tiếng Chúa gọi và biết cách đáp lại cho đẹp lòng người. Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ nhất. Hồi ấy, cậu bé Samuel cùng sự Đức Chúa, có ông Eli trông nom. Thời ấy, lời Đức Chúa thì hiếm và thị kiến cũng không hay xảy ra. Một ngày kia, ông Eli đang ngủ ở chỗ ông. Mắt ông đã bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa. Đèn của Thiên Chúa chưa tắt và Samuel đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt hòm bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Samuel, cậu thưa, dạ, con đây. Rồi chạy lại với ông Eli và thưa, dạ, con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu, con về ngủ đi. Cậu bèn đi ngủ. Đức Chúa lại gọi Samuel lần nữa. Samuel dậy, đến với ông Eli và thưa, dạ, con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu, con ạ, về ngủ đi. Bấy giờ Samuel chưa biết Đức Chúa và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu. Đức Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Eli và thưa, dạ, con đây, thầy gọi con. Bấy giờ, ông Eli hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé. Ông Eli nói với Samuel, con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa, lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Samuel về ngủ ở chỗ của mình. Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước. Samuel, Samuel, Samuel thưa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Đó là lời Chúa. Lạy Thiên Chúa con thờ, Ngài là Vua của con. Xin chúc tụng thánh danh muôn thuở muôn đời. Lạy Thiên Chúa con thờ, Ngài là Vua của con. Xin chúc tụng thánh danh muôn thuở.
Chúa thân là cao cả, xứng muôn lời ca tụng. Người cao cả con do con thân. Lạy Thiên Chúa con thờ, Ngài là vua của con. Xin chúng tụng thánh danh muôn thuở muôn đời. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người trông dân và giàu tin. Cầu lòng nhân hậu với muôn loài cho đã dừng đây. Lạy Thiên Chúa con thờ, Ngài là vua của con. Xin chúng tụng thánh danh muôn thuở muôn đời. Lạy Chúa muôn loài cho dừng kẻ theo chung phải chung tụng Ngài, nơi lên dòng triều đại Ngài vinh hiển, xưng tụng Ngài là đấng quyền năng. Lạy Thiên Chúa con thờ, Ngài là vua của con. Xin chúng tụng thánh danh của tác giả Philip Lee về chức tư tế. Các tư tế là những người được Chúa chọn giữa những phàm nhân, được đặt lên làm đại diện cho loài người trong tương quan với Thiên Chúa. Hình mẫu cho người tư tế chính là Đức Giêsu Kitô, vị thượng tế muôn đời theo phẩm trật Melchizedek. Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái: Thưa anh em, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa để dâng lễ phẩm cũng như lễ vật đền tội. Vì ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính mình cũng đầy yếu đuối, mà vì yếu đuối nên vị thượng tế phải dâng lên lễ đền tội cho dân thế nào thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông Aharon đã được gọi. Cũng vậy, không phải Đức Kitô đã tự tôn mình làm thượng tế, nhưng cũng là đấng đã nói với người: Con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Như lời đấng ấy đã nói ở một chỗ khác: Muôn thuở con là thượng tế theo phẩm trật Melchizedek. Khi còn sống tiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên đấng có quyền năng cứu người khỏi chết. Người đã được nhận lời vì có lòng tôn kính. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người, vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm trật Melchizedek. Đó là lời Thiên.
lòng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây, ở bụi gai làm sao vẻ được vả, trong bụi rậm làm gì hái được nho. Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Tại sao anh em gọi thầy lạy Chúa mà anh em không làm điều thầy dạy? Ai đến với thầy và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành, thì thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong một bài giảng của cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, nay là giáo mục giáo phận Hưng Hóa, Ngài đã kể câu chuyện sau. Một lần kia, các bạn thời học phổ thông của cha Paulo Phạm Thanh Bình quản xứ Sapa lên họp lớp tại Sapa. Một người bạn lương dân hỏi nhỏ: ông phải chạy hết bao nhiêu tiền để làm linh mục? Rồi ông phải thêm bao nhiêu tiền nữa mới có thể làm cha xứ ở Sapa? Câu hỏi tuy có vẻ ngớ ngẩn vì nó phản ánh một thực trạng của xã hội thời nay, có được nghề nghiệp hay chức vị nào trong xã hội đều nhờ tiền bạc. Nhưng từ bản chất, nó là một câu hỏi cơ bản. Và chúng ta có thể tự hỏi hôm nay, nhờ đâu mà cha Anton Đồng Văn Thượng lãnh nhận được chức vụ linh mục? Là người Kitô hữu, câu trả lời đầu tiên ta phải nói rằng cha Anton đã được lãnh chức linh mục là nhờ ơn Chúa kêu gọi. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi suy nghĩ về ơn gọi linh mục đã viết như sau: nguồn cội thẳm sâu nhất của mọi ơn gọi linh mục đều là một điều nhiệm lạ cao vời, một ơn ban vô cùng quý giá đối với thân phận con người. Tất cả anh em linh mục chúng ta đã trải nghiệm điều mà cách rõ ràng trong suốt cuộc đời của mình. Đứng trước sự trọng đại ấy, chúng ta thực sự cảm thấy mình bất xứng đến là chừng nào. Nhà cha thượng có giàu có bao nhiêu cũng không thể mua được chức linh mục. Cha thượng có thánh thiện đạo đức bao nhiêu cũng không thể có được chức linh mục. Chức linh mục là quà tặng của Thiên Chúa ban cách như không cho một con người. Cha thượng hôm nay có làm linh mục của Chúa cũng là nhờ ơn Chúa ban. Đức Giêsu đã nói: không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em
và cắt cử anh em, để anh em ra đi sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma nói với chúng ta: tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, tôi được gọi là tông đồ và dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Và một nơi khác trong thư gửi tín hữu Côrintô, ngài nói rõ hơn: thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các tông đồ, tôi cũng đáng được gọi là tông đồ vì đã ngược đãi hội thánh của Thiên Chúa. Nhưng tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa và ơn người đã ban cho tôi không vô hiệu. Trái lại, tôi làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi mà là ơn Thiên Chúa ở cùng tôi. Cha Thánh Francisco mà cha Anton đã gia nhập dòng của ngài đã có lòng kính trọng hết mực đối với chức linh mục, vì ngài nghĩ rằng chức linh mục là một ơn huệ Chúa ban cho những con người, và những con người đó cho dù yếu hèn và tội lỗi nhưng mà Chúa đã ban cho những con người đó. Ngài đã viết như sau: Chúa đã ban và vẫn còn ban cho tôi ơn đức tin mạnh mẽ và các linh mục sống theo quy luật của Thánh Roma vì thánh chức các ngài. Nên dầu các ngài có bắt hại tôi vẫn chạy đến với các ngài. Dù tôi có khôn ngoan như vua Salomon, nếu tôi gặp các linh mục thấp kém ở thế gian này, tôi cũng không muốn giảng dạy trong giáo xứ của các ngài nếu các ngài không chấp thuận. Cô đã viết như sau: vậy ơi con khóa cái loài người, cho đến bao giờ lòng vẫn còn chai đá? Tại sao không nhận biết sự thật và tin vào con Thiên Chúa? Này đây hằng ngày người hạ mình xuống, như xưa người rời ngai báu mà đến trong lòng Đức Trinh Nữ. Hằng ngày chính người đến với chúng ta dưới một hình thức khiêm hạ. Hằng ngày người rời cũng làm Chúa Cha để ngự xuống trên bàn thờ trong tay linh mục. Làm sao một con người phàm lại có thể làm được như thế, có thể nói lên tất cả các con hãy nhận lấy mà vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con, và Chúa đã vâng lời ngài ngư xuống trên bàn thờ nếu người đó không được Chúa ban cho một ân huệ đặc biệt và vô giá. Vì thế kính thưa anh chị em, tâm tình đầu tiên mà chúng ta có trong giây phút này là hiệp ý cùng các linh mục dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa vì ơn huệ cao cả và vô biên là Thiên Chúa đã tuyển chọn ngài lên chức linh mục. Chức linh mục có được cũng còn cần đến cái sự đáp trả của con người. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta đã nghe thấy Chúa đã gọi Samuel 3 lần và 3 lần Samuel đáp trả rằng con đây. 2 lần đầu Samuel cứ tưởng là thầy Eli gọi mình, chỉ lần thứ 3 sau khi nghe lời căn dặn của thầy: con về ngủ đi và hễ có ai gọi con thì con thưa lạy Đức Chúa, xin ngài phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Thì Samuel mới gặp được Chúa và nhận lệnh sứ vụ. Cha ơn Anton thượng cũng vậy, ngài đã dần dần nghe rõ tiếng Chúa hơn và ngài đã đáp trả tiếng Chúa mời gọi. Có thể lần đầu tiên Chúa gọi cha thượng là vào cuối cấp 3 khi thi xong tốt nghiệp. Cha đã chia sẻ: trong một thánh lễ mà tôi có được tham dự ở nhà thờ thành phố quê hương, tôi đã thật sốt mến, say sưa trong tiếng hát trầm bổng, lòng tôi phấn khởi một tình cảm thiêng liêng. Hình như lúc đó tiếng lòng tôi đã thốt lên lời ước nguyện dâng hiến. Nhưng thời gian sau đó vì bận thi đại học, ngài đã gác lại những cảm xúc thánh thiêng mới chớm nở trong lòng.
Ngài nghĩ rằng muốn đi tu thì cứ học đại học cho xong cái đã. Các cha đều đã học hành rất cao đó thôi. Tuy nhiên có một điều đã không làm cho ơn gọi tắt ngúm. Nhưng được lớn lên mỗi ngày, đó là việc đi tham dự thánh lễ mỗi ngày. Ngài chia sẻ, đến nhà thờ tôi cảm thấy mình được bình an, tâm hồn được nghỉ ngơi sau những giờ ôn luyện nghiêm túc. Tôi học biết phó thác đời mình khắp tay Chúa, tôi dâng lên Chúa mọi buồn vui, nhớ nhung lắng lo. Tôi cầu xin thật nhiều cho những người thân yêu, bà nội, bố mẹ, các anh chị, các cháu và chính bản thân tôi. Từ lúc nào không biết, tôi thấy mình có nhu cầu chạy đến bên Chúa. Trong lòng mình tôi cảm nhận rõ sự chuyển nở đức tin cùng với niềm cậy trông phó thác mến yêu. Lần thứ hai Chúa lên tiếng gọi Ngài, đó là vào năm thứ hai đại học, qua tình cảm nam nữ. Ngài đã thích một cô bạn cùng lớp, hai người có cá tính gần như trái ngược nhau. Người thì rất thực tế, người thì như ở trên mây với những quan niệm sống đầy lý tưởng của mình. Hai người luôn có những tranh luận. Chính những tranh luận ấy khiến Ngài phải nghĩ nhiều về cô ấy, cho đến khi nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng càng dấn sâu vào mối quan hệ này, Ngài lại càng bất an. Có cái gì đó mà Ngài cảm nhận không thể đánh mất được. Có tiếng gọi mời cứ âm vọng trong ký lòng Ngài. Mối quan hệ chỉ kéo dài khoảng một năm, một cuộc chia ly nào chẳng đau đớn. Thời gian sau đó Ngài phải trải qua những đấu tranh nội tâm, những kỷ niệm đẹp, những khao khát tự nhiên dồn dập kéo đến tấn công. Ngài bám vào cầu nguyện và suy niệm lời Chúa. Ngài chia sẻ, đối diện với chính mình quả thật là khó khăn. Chỉ nhớ Chúa trợ lực tôi cũng có thể vượt qua. Tôi cố gắng đi vào nội tâm, tìm kiếm con người thật của mình, nỗi khát khao thật của mình. Tôi mệt mỏi, tơi bời trong sự rối rắm của cõi lòng, nhưng tôi cảm nhận rõ một ngôi sao đang rực sáng nơi màn đêm tăm tối của tâm hồn. Có một niềm tin tưởng vững vàng ngay trong cảm giác yếu đuối. Chỉ cần tôi kiên trì đủ thôi. Lần thứ ba cha An Tôn đã nghe được rõ tiếng Chúa kêu gọi. Đó là một dịp linh thao tại Bãi Dâu. Đôi mắt như được mở ra, trí như được khôi phục. Lời Chúa có tác động thật kỳ diệu nơi tâm hồn. Trong khi chiêm ngắm cuộc đời Chúa xuất thế, Ngài cảm nếm tình yêu vĩ đại mà dịu ngọt Chúa dành cho Ngài. Chúa che chở, đỡ nâng, dìu dắt Ngài từng ngày. Vậy mà Ngài đã quá thờ ơ, lãng tránh người, đã để quá nhiều những lo lắng e sợ toan tính tội lỗi như những đồ đạc lĩnh kỉnh làm chật chội ngôi nhà tâm hồn. Những giọt nước mắt chảy tràn như gột rửa những dục vọng thấp hèn của vận bụi đất. Linh hồn sáng trong ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rạng rỡ huy hoàng của tình yêu Thiên Chúa. Ngài chia sẻ, trong tôi một dòng suối mát tuôn trào làm dịu mát những khoảnh khắc hoài đã từng thiêu đốt cõi lòng. Chưa bao giờ tôi lại thấy người gần gũi đến thế. Một niềm xác tín mạnh mẽ rõ ràng, một tình yêu vô hình nhưng chắc chắn và mãnh liệt. Tôi đã nhận ra bấy lâu nay tôi khắc khoải điều gì và vì sao trong tôi luôn có cảm giác thiếu vắng. Chính là Chúa, vâng, chính là Ngài đó. Ngài đang làm đầy lên trong con tình yêu đích thực. Ôi lạy Chúa, Người làm cho con hỏa khác, hạnh phúc biết bao khi con nhận ra Chúa yêu con và con yêu Chúa thật rồi, không thể cưỡng lại. Ôi hạnh phúc của kẻ đáng yêu và được yêu. Những ngày cuối cùng trong khóa linh thao, Ngài đã làm một trò lừa đầy xác tín và trong bình an. Ngài muốn thuộc trọn về Chúa trong đời sống dân hiến. Ngài sẵn sàng vâng phục ý Chúa, sống nghèo khó vì chính Chúa Giêsu đã trở nên nghèo khó,
sống khiêm tịnh vì một tình yêu trọn vẹn dành cho Thiên Chúa tình yêu. Ngài đã quyết tâm xây nhà cuộc đời của mình trên đá tảng là chính Chúa. Và điều cuối cùng tôi muốn nói với anh chị em đó là ơn gọi linh mục của Ngài có sự đóng góp của nhiều người trong anh chị em. Chúng ta vừa nghe Chúa nói trong Tin Mừng, không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây, ở bùi gai là sao bẻ được vả, trong bùi gầm làm gì hái được nho. Cha tôi là một người con của giáo họ đặng đập, và như cha quản sứ đã nói đồng lễ, đây là lần đầu tiên giáo họ có người con lãnh nhận chức linh mục. Quả tốt mà hôm nay chúng ta cùng tạ ơn Chúa phát sinh từ lòng của giáo họ. Giáo họ Đăng Đâm đã có đức tin cả trăm năm rồi, ngôi nhà thờ giáo họ cũng có tuổi thọ cả trăm năm. Nhà thờ chính là biểu tượng đức tin của giáo họ, gìn giữ quanh thăng trầm của thời cuộc. Những lần tham dự thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện, học giáo lý, lãnh nhận các bí tích, tất cả đều diễn ra trong nhà thờ, bên những hàng cột cổ kính vững chãi. Tân linh mục còn nhớ mãi những tối Chủ nhật không có lễ, cả họ già trẻ lớn bé tụ hội về nhà thờ để châu mình thánh Chúa. Bầu khí thật ấm áp, đạo đức. Những giờ châu thánh thể cứ gắn bó với Ngài mãi khi đi học xa nhà. Những lời ca tiếng hát tôn thờ thánh thể đã rất quen thuộc. Giờ phút ông trùm chậm rãi tiến ra mở cửa nhà hàng, cứ thế lặp đi lặp lại mà thấm nhập vào tâm trí Ngài, gợi lên cho Ngài lòng yêu mến thánh thể Chúa. Gợi lên những điều đó để nhắc nhở anh chị em rằng hãy gìn giữ truyền thống đức tin, hãy yêu mến và siêng năng tham dự thánh lễ, hãy thực hành những việc đạo đức chung với nhau, thì anh chị em mới là những cây tốt. Anh trẻ mới hy vọng có những quả tốt trong tương lai để tiếp tục dâng hiến cho Thiên Chúa, cho giáo hội. Sự chuẩn bị tiến tới chức linh mục của tân linh mục không thể thiếu sự đóng góp của gia đình. Phúc cho tân linh mục khi có một bà nội can đảm sống cạnh mẹ quá con côi khi mới 27 tuổi, cả một cuộc đời hy sinh cho con, cho cháu, dạy cho con, cho cháu biết sống quảng đại, vị tha, siêng năng lần chuỗi, có một đức tin vững vàng nơi Thiên Chúa quan phẩm. Phúc cho tân linh mục khi có một người cha nêu gương sáng cho các con về tình yêu thương, sự trung thực, không gian dối, đối xử với các con cách công bằng, không thiên vị đứa nào, tạo điều kiện cho các con học hành, tôn trọng tự do của các con, để các con có tinh thần trách nhiệm và nên trưởng thành. Phúc cho tân linh mục khi có một người mẹ tần đạo hy sinh cho con cháu, chấp nhận những vất vả truân chuyên để có được cho con cái những bữa cơm ngon, những ngày đi học, những bộ quần áo không thua thiệt so với bạn bè. Phúc cho tân linh mục khi có những anh chị em tuy khác biệt nhưng vẫn luôn yêu thương nhau, đón nhận nhau trong gia đình bao dung nồng ấm. Quả thế gia đình là ơn gọi của gia đình, là cái nôi của ơn gọi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi gia đình trong giáo họ trở nên cái nôi đức tin, đức mến và sự hy sinh quảng đại để tiếp tục có nhiều ơn gọi dân hiến. Kính thưa anh chị em, Thánh Phaolô trong bài thứ hai nói với chúng ta, thường thế nào cũng là người được chọn trong số người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa để dâng lễ phẩm cũng như tế vật tề tổ. Tân linh mục ý thức rằng mình được chọn để dâng lời ngợi khen Thiên Chúa. Câu ý được lời Chúa mà Ngài chọn là Thánh Vịnh 89, tình thương Chúa đời đời con ca tụng.
Có một bài hát của Linh Mục Ân Đức diễn tả lại bài thơ của Tagore mà Tân Linh Mục rất thích. Khúc á, người ca cộng. Tôi tới đây hát dâng người trong căn phòng thế giới người. Vô dụng kiếp phủ hoa, tôi chỉ biết đàn ca. Trong đêm khuya xin người ban phép cho tôi vào tiếng dâng lời ca. Cho tôi vào tiếng lại người, cho tôi hầu trước mặt người. Đàn tôi réo rắt tiếng tơ vàng dâng khúc ca bình minh. Ôi ân huệ quá tuyệt vời, cho tôi hạnh phúc làm người. Tại hội vui nhân thế là được hát người nghe. Chúng ta cầu chúc cho cuộc đời Tân Linh Mục trở thành một bài ca thay mặt loài người dâng lên Thiên Chúa để ca ngợi vẻ đẹp và tình thương của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, vì yêu thương, Thiên Chúa đã chọn gọi thánh hiến và sai nhiều tâm hồn quảng đại đáp trả lời mời gọi dấn thân cách đặc biệt để loan báo tin mừng cứu độ và hạnh phúc nước trời cho nhiều anh chị em chưa nhận biết Chúa. Trong tâm tình hân hoan và tạ ơn hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Chúa những ước nguyện của chúng ta. Vâng, vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hàng giáo phẩm, quý tu sĩ, linh mục trong hội Thánh Chúa luôn có được bình an và niềm vui đích thực của chính Chúa, để các ngài có thể lan tỏa bình an và niềm vui ấy cho những ai các ngài đang phục vụ. Hầu nhiều người nhận biết Chúa và nhận được ơn cứu độ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, giữ gìn em những con kêu cầu cùng Chúa. Chúa đã nói, anh em là ánh sáng trần gian. Xin Chúa cho Tân Linh Mục an tâm, luôn ý thức trở thành gương sáng cho đoàn chiên Chúa qua việc trau dồi các nhân đức và việc chuyên trong cầu nguyện, để Ngài luôn là người mục tử như lòng Chúa mong ước giữa lòng thế giới và giáo hội hôm nay. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúa đoái thương cho có nhiều bạn trẻ trong giáo xứ, giáo hội chúng ta can đảm và quảng đại đáp trả lời mời gọi làm môn đệ Chúa, hầu trở thành những chứng nhân của Chúa giữa lòng đời hôm nay. Chúng ta hãy cầu nguyện. Nhớ kẻ trồng cây, xin Chúa thương ban muôn ơn lành hồn xác trên quý vị thân nhân và ân nhân của Tân Linh Mục. Xin Ngài luôn gìn giữ những ai đã góp phần nâng đỡ Tân Linh Mục trên hành trình dâng hiến, luôn mạnh khỏe, tìm thấy niềm vui và bình an đích thực trong cuộc sống hiện tại và chân thành sống ơn gọi làm con Chúa của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Lạy Thiên Chúa là Cha hằng hữu, xin thương đón nhận những ý nguyện của đoàn con cái nài văn.
xin ban cho chúng con ngày hôm nay luôn biết tôn thờ kính mến một mình Chúa, và làm cho danh Chúa được tỏa lan bằng đời sống chân ta hàng ngày của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
chị em hãy cầu nguyện đây lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh Thánh Chúa và biểu thị cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng tiễn lễ vật này để ngợi khen Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã thương ban. Mặc dầu chúng con chẳng làm gì nên công trạng, xin giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa thế nào để làm rạng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Thiên Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi và hân hoan tuyên xưng rằng: thank you.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa và anh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, nếu xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết mài xin Chúa cho chúng con khi thông phần hình và máu Đức Kitô được quy tụ lên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Giuse, Emilia, Bernardo, Maria, các linh hồn tiên nhân, các linh hồn trong họ đạo của chúng con là những người mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đang ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho ấy thay đương vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con đừng đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính là người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lệnh Chúa cứ thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giảm nguyện rằng sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa.
xin coi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi.
mạng của chính bản thân mình. Tân linh mục luôn cần ơn Chúa, lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của cộng đoàn. Giờ đây, kính mời tân linh mục tiến đến quỳ trước bàn thờ, xin cộng đoàn cùng ngủ đứng và hiệp ý cầu nguyện cho tân linh mục. Lạy Chúa, xưa Chúa đã ban lúa chín đầy đồng mà thơ căn thì in, các con hãy cầu xin Chúa luôn dạy thơ gần đến. Lạy Chúa, hôm nay chúng con vui mừng vì Chúa đã ban cho chúng con người thơ gần là bạn hữu quen biên, là người cùng quê hương, cùng xứ sở với chúng con. Chúng con biết rằng tân linh mục được tuyển chọn không phải vì công phu của chính tân linh mục, nhưng lạy Chúa chỉ vì lòng Chúa yêu thương nên đã tuyển chọn. Như lời Chúa đã ban cùng các tông đồ rằng không phải chúng con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn chúng con. Vì thế hôm nay chúng con hội họp nơi đây hợp đi với tân linh mục, dâng thánh lễ để tạ ta Chúa đã ban cho chúng con một người chủ chân mới. Trong thánh lễ hôm nay chúng con cùng hợp đi với tân linh mục cầu xin Chúa chúng này và trả ơn bội đầu cho những thân nhân, cho mọi ân nhân, cho quý vị hướng dẫn dạy dỗ và tất cả những người đã dùng tân linh mục tiến đến bàn thánh. Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán không có Thầy các con không thể làm gì được. Lạy Chúa, tân linh mục của chúng con đây nếu không được Chúa hộ giúp, không thể Chu toàn sư mệnh Chúa trao phó được. Hãy lạy Chúa, chúng con nguyện xin Chúa ban cho tân linh mục luôn sống theo ý Chúa, biết luôn quên mình để phục vụ mọi người được dồi dào sức khỏe, được lòng trong sạch, được trở nên nhân chứng sống động mang hình ảnh linh thực của Chúa. Này mẹ Maria, mẹ là mẹ các linh mục, xin mẹ gìn giữ các tân linh mục được trung thành với ơn Chúa, được Chu toàn sư mệnh nên cùng. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi lễ tạ ơn chúng con đã dâng tiên và lương thực thiêng liêng Chúa vừa ban, đó chính là bí tích cứu độ của con một Chúa. Ước chi bí tích này giúp chúng con vui vẻ hăng say phụng sự Chúa và nhờ đó được hưởng những hồng ân khác nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây, xin kính mời một vị đại diện giáo họ nên có lời chúc mừng tân linh mục. Trọng kính quý cha, kính thưa quý nam nữ tu sĩ, quý khách, quý cộng đoàn, trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, hôm nay là một ngày trọng đại của tân linh mục An Tôn Đồng Văn Thượng và gia đình bà cố cùng dòng tộc, và là niềm vui vinh dự của giáo họ chúng con. Chúng con xin chúc mừng tân linh mục, xin cộng đoàn nổ một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng cha. Kính thưa tân linh mục An Tôn Đồng Văn Thượng, qua bao ngày tháng mong chờ, hôm nay đây cha đã được Thiên Chúa Thánh hiến nâng lên hàng tư tế của Đức Kitô để được tế lễ Thiên Chúa và phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Hôm nay cha đã trở về với quê hương nơi cha được sinh thành nuôi dưỡng trong tình yêu Thiên Chúa, và cha đã
dâng thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho tổ tiên và các ân thân nhân. Trong niềm vui này, hôm nay cộng đoàn giáo họ chúng con có bó hoa tươi thắm chúc mừng cha, xin cha đón nhận tấm lòng thành của giáo họ chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha, quý thầy, quý sơ, quý cộng đoàn, quý khách đã về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn của cha An Tôn một cách thật sốt sáng và long trọng. Chúng con xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới hai cha chúng con là cha Gioan Lê Trọng Cung, cha Phêrô Lê Anh Cường đã cùng với giáo họ chúng con lo lắng mọi công việc để chu toàn thánh lễ tạ ơn hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban Mục vụ Giáo xứ An Lộc, Ban Mục vụ Giáo xứ Vận Điền, Hội Kèn Giáo xứ An Lộc, Hội Chống Giáo họ Đàm Động, Giáo họ và các giáo xứ anh em và các xứ giáo xứ anh em và cùng quý khách và sự cộng tác nhiệt tình của các đoàn hội trong giáo họ nhà. Trong khi tổ chức thánh lễ tạ ơn của cha An Tôn Đồng Văn Thượng, chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Kính xin quý cha, quý cộng đoàn, quý khách xa gần lượng thứ và bỏ qua cho chúng con. Xin chân thành cảm ơn. Từ đây xin kính mời một vị đại diện gia tộc lên chúc mừng tại gia đình mình. Trước hết là trọng kính quý cha, quý sơ, quý thầy. Trong lòng tộc họ đồng tông chúng con, hôm nay rất vinh dự chúng con được một người con trong dòng tộc của họ đồng tông chúng con được ơn Chúa gọi. Hôm nay dòng họ tộc đồng tộc chúng con có chút quà, có hoa tươi thắm đến chúc mừng cho cha. Xin chúc con xin đại diện cho dòng tộc để chú ban cho cha một sức khỏe, nhiều ơn khôn ngoan, trao phục vụ cho xã hội, xã hội sẽ trao phó cho cha. Sứ Giò An, các phó Phêrô, tập tính các cha quản hạt đã về tham dự thánh lễ với con. Kính thưa anh phó giám tỉnh, quý anh em trong tỉnh Giò, Thánh Phanxicô Việt Nam, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý quan khách và toàn thể cộng đoàn giáo họ Đàn Động thân thương. Giờ phút này xin cho con được nói lên tâm tình tri ân Thiên Chúa và biết ơn mọi người. Trước hết con xin tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành người hằng tuôn đổ trên cuộc đời con. Chúa đã ban cho con được làm người và trở nên một Kitô hữu. Hơn thế, Chúa đã gọi con bước đi theo dấu chân con một quý yêu của người là Đức Giêsu Kitô trong ơn gọi người tu sĩ dòng anh em hèn mọn, nhất là thánh chức linh mục mà Chúa đã yêu thương ban tặng cho con. Quả thật, đời con được kết dệt bởi muôn vàn hồng ân Chúa. Tình thương Chúa đời đời con ca tụng. Kế đến, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến tỉnh dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Tất cả anh em đã đón nhận và cho em được chia sẻ lối sống huynh đệ và hèn mọn theo tinh thần của cha Thánh Phanxicô. Cách đặc biệt, em xin được cảm ơn anh giám tỉnh, anh phó giám tỉnh, cũng là anh phụ trách cộng đoàn Đa Cao nơi em đang sinh sống. Quý anh trong ban cố vấn tỉnh dòng, anh đặc trách tiến chức
quý anh giám sư và phụ tá giám sư các giai đoạn huấn luyện, quý anh linh hướng, các anh trong ban giảng huấn các giai đoạn. Quý anh đã vì yêu thương mà đón nhận và không ngừng quan tâm đào tạo huấn luyện, giúp em trở nên một tu sĩ linh mục dòng anh em hèn mọn. Em xin hết lòng biết ơn. Em xin cảm ơn anh Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước, Phó Giám tỉnh, phụ trách Cộng đoàn Đa Cao, đã giảng lễ cho em trong ngày lễ tạ ơn thật ý nghĩa này. Cảm ơn anh đã không ngừng nâng đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em được tu học và chia sẻ đời sống huynh đệ nơi cộng đoàn. Kính chúc anh sức khỏe và nhiều phúc lành của Chúa. Em cũng xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến linh mục nhạc sĩ Giuse Nguyễn Xuân Thảo, một người anh tài hoa, nhân đức trong dòng, đã không ngừng nâng đỡ đào tạo em hết mình để em mỗi ngày một sẵn sàng hơn bước vào con đường thực âm hóa bằng nghệ thuật âm nhạc. Xin Thiên Chúa là cội nguồn mọi sự thiện và đẹp đẽ ban cho anh ơn bình an và thiện hảo. Con xin cảm ơn cha chánh sứ Gioan và cha phó Phêrô đã quan tâm lo lắng sắp xếp tổ chức thánh lễ tạ ơn cho con thật long trọng và chu đáo. Con nhận thấy lời cha tình yêu người mục tử dành cho con và gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác trên hai cha, để hai cha dẫn dắt đoàn chiên giáo sứ và giáo họ luôn vững mạnh trong đời sống đức tin. Lòng biết ơn sâu sắc của con cũng xin được gửi tới quý cha giáo, quý cha đồng tế, quý bề trên, quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ. Mặc dù đang bận mãi nhiều công việc, nhưng quý vị đã dành thời gian quý báu về đây để chia sẻ niềm vui cùng con. Sự hiện diện này biểu lộ tình thương to lớn mà quý vị dành cho con. Con xin bày tỏ lòng biết ơn đến các thân nhân, ân nhân, thầy cô, hội bảo trợ ơn gọi phong sinh. Quý vị đã nâng đỡ ơn gọi con bằng lời cầu nguyện cũng như những đóng góp vật chất để con có điều kiện tu học, hầu trở thành môn đệ của Chúa trong cánh đồng truyền giáo. Cách riêng hôm nay, con muốn cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương, quan tâm, nâng đỡ và chia sẻ niềm vui với con bằng cách hiện diện trong thánh lễ hôm nay, cũng như những người vì điều kiện hoàn cảnh không cho phép thể hiện diện cách trực tiếp nhưng cũng đã gửi những lời chúc mừng và hướng về con trong thánh lễ tạ ơn và chung chia niềm vui với con. Xin quý vị nhận nơi con lòng biết ơn chân thành. Con xin cảm ơn quý chức trong ban hội đồng mục vụ giáo họ, quý sơ dòng bến thánh giá Hà Nội, các hội đoàn, hội kèn, các đoàn ban phục vụ giúp lễ, âm thanh ánh sáng, ban trang trí, ban trật tự và các đoàn thể khác. Quý vị đã không quản ngại khó nhọc cộng tác với cha xứ để tổ chức thánh lễ tạ ơn hôm nay được diễn ra trang nghiêm và sốt sắng. Kính thưa cộng đoàn, giờ đây con xin có đôi lời tri ân với gia đình và dòng tộc của con. Con vẫn tin rằng một ơn gọi theo Chúa Kitô cần được hôn đúc, đỡ nâng từ rất nhiều tấm lòng yêu mến Chúa, đặc biệt là từ gia đình dòng tộc. Và con có được ngày hôm nay cũng là nhờ những lời cầu nguyện âm thầm, những động viên quý báu từ nhiều người trong dòng tộc. Nên niềm vui của con hôm nay cũng là niềm vui và công phúc của cả dòng tộc. Hôm nay mới chỉ là những ngày khởi đầu trong đời sống linh mục của con, và để niềm vui của ngày hôm nay được nối dài, thì xin cả dòng tộc tiếp tục cầu nguyện cho con. Cầu nguyện cho con luôn sống đời hoán cải, để mỗi ngày bước sát hơn dấu chân của Thầy Giê-xu và trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, một Đức Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh. Lời tri ân từ sâu thẳm cõi lòng con xin được gửi tới bố mẹ, các anh chị trong gia đình. Con xin được dành khoảnh khắc này để tưởng nhớ đến bố. Con tin rằng lúc này đây, từ trong vòng tay yêu thương nhân từ của Thiên Chúa, bố cũng đang hướng về nơi đây mỉm cười cầu nguyện và chúc phúc cho con. Thưa mẹ kính yêu, kể từ khi con đủ tuổi suy nghĩ, con đã biết mẹ của con là một người phụ nữ tần tảo, chẳng quản ngại khó nhọc, ra công làm việc để nuôi dưỡng anh chị em chúng con nên người. Thuở nhỏ, anh chị em chúng con đều được mẹ hay thúc giục đi nhà thờ. Lớn lên, dù con chưa nói ra nguyện ước đi theo Chúa của con, nhưng bố mẹ cũng đã đoán biết được ý hướng của con.
nên đã ủng hộ nâng đỡ con trong lời cầu nguyện và lời dạy bảo thật tế nhị. Từ khi bố được Chúa gọi về, mẹ một mình gặp nhiều âu lo cô quạnh, nhưng mẹ vẫn một lòng tín thác và vào lòng nhân hậu của Chúa và đã luôn âm thầm cầu nguyện cho con trên bước đường thánh hiến. Con đã vượt qua được những lúc mệt mỏi chán nản vì áp lực học tập và công việc, khi nhớ đến hình ảnh mẹ vẫn ở nhà cầu xin Chúa ban ơn giữ gìn con. Xin cảm ơn mẹ vì tất cả. Em xin cảm ơn các anh chị và các cháu trong gia đình đã luôn đồng hành nâng đỡ em trên hành trình dâng hiến bằng những lời cầu nguyện, những sự hy sinh cùng với những lời động viên khích lệ tinh thần. Để chuẩn bị cho lễ tạ ơn này, chắc chắn anh chị và các cháu đã phải lo lắng vất vả nhiều, nhưng em vẫn cảm thấy niềm vui và sự nhiệt tình hết mình của gia đình mình vì đứa em út này. Tạ ơn Chúa vì đã ban cho em những người anh, người chị và những người cháu như thế. Công ơn của bố mẹ tình nghĩa của các anh chị sẽ mãi khắc đi trong tâm khảm con. Con biết rằng mình chẳng bao giờ đền đáp cho đủ công ơn của bố mẹ và tình nghĩa của anh chị em. Chỉ mong mẹ và anh chị, các cháu luôn được bình an và sống trong ơn nghĩa của Chúa. Thì thưa quý cha và cộng đoàn, còn biết bao tâm tình và bao người con phải cảm ơn và tri ân mà con không thể nêu ra hết hôm nay. Xin quý vị nhận nơi con lời cảm ơn sâu sắc. Cuối cùng xin mọi người thông cảm bỏ qua cho con những thiếu sót, sai lỗi trong bổn phận cũng như trong tương quan và trong việc tổ chức thánh lễ tạ ơn hôm nay. Xin quý cha quý vị tiếp tục cầu nguyện cho con để con mỗi ngày biết sống tốt hơn, xứng đáng hơn với thiên chức mà con đã lãnh nhận. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn và xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót tuôn đổ dồi dào ơn lành của Ngài xuống trên toàn thể cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa là nguồn mọi niềm an ủi, an bài chuỗi ngày đời anh chị em trong bình an của Ngài và ban cho anh chị em ơn phúc lành của Ngài. Amen. Xin Thiên Chúa luôn giải thoát anh chị em khỏi mọi biến loạn và củng cố tâm hồn anh chị em trong tình yêu của Ngài. Amen. Ước gì nhờ sự sung mãn các ơn tin cậy mến, anh chị em trải qua cuộc đời này với nhiều thành quả trong công việc và đời sau có thể đạt được hạnh phúc. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Thánh lễ đã xong, chúng anh chị em ra đi bình an. Amen. Và đến hôm nay bao hạnh phúc lễ vỡ tuôn tràn mi. Ngài đã thương yêu khắc vào hồn một dấu ân tình yêu. Từng bước đi lên con nghẹn ngào, thập giá Ngài cha con ôm trọn cả những thương đau, vì Ngài là gia nghiệp muôn đời. Con vẫn nhớ lời ước giao đầu tiên, tình yêu Chúa ủ ấp con ngày đêm. Ngài tắm con bằng ân thiêng hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Chứa trên đời con.